Hello, em Trung Du Giang Phúc Sen, Cao Bằng. Xin chào các bác ạ. Xin chào cả nhà mình nhá. Hôm nay em giới thiệu với các bác một con dao thái nhỏ nhỏ xinh xinh. À, cũng không hẳn nhỏ nhỏ xinh xinh mà là thái. Các bác thích thái mà nó nhỏ hơn một tí, cầm nó vừa tay thì các bác có con thái gọt này ạ. Đấy, đây gọi là dao thái gọt nhá. Con này thì bản rộng 6cm thôi. Lưỡi dài thì em đo cụ thể xem nào. Lưỡi dài 20 các bác ạ, hơn 20 một tí. Chắc là 20,5 đấy. Đấy, bản thì để em đo xem chắc chắn là 6cm chưa. Đấy, gần 6cm. Các bác thích con nó vừa tay một tí, nó không to như con thái chuyên thái kia ấy, mà cũng không quá nhỏ như con gọt, thì là các bác dùng con thái gọt này. Con này nó vừa tay các bác ạ. Nó cũng không to quá mà cũng không nhỏ quá. Con này thái thì em thấy bán ở đây thì được nhiều người mua con này đấy. Rất nhiều người thích con này. Bởi vì nó thuộc dạng thái vừa, thái nhỏ một tí nhưng mà cầm lại thành vừa tay, thái thịt cũng được, thái dao được. Nhưng thái thịt bò cũng được đấy, nó nhỏ gọn xinh xinh như vậy thì cầm nó vừa tay hơn. Con này thì em làm từ nhíp ô tô, hoàn toàn từ nhíp ô tô loại tốt nhất nhé các bác nhé. Dao nhà em tất cả đều làm từ nhíp ô tô loại tốt nhất để các bác sử dụng được con dao nó ưng ý nhất, bền đẹp nhất và sắc bén nhất. Con này em cũng đóng cán tốt nhất đấy, có chốt đinh đây luôn cho các bác, chống tuột đấy, bền đẹp theo thời gian luôn, không bao giờ hỏng luôn các bác ạ. Con này thì dùng để thái thì quá chuẩn luôn, rất là xuất sắc luôn đấy, rất nhiều người thích con này. Con này đấy, Trung Du đấy, đấy là dấu thương hiệu nhà em nhé các bác nhé. Đấy, nhìn con này rất là sáng bóng phải không ạ, dùng quá sắc bén luôn các bác nhé. Con này thì lưỡi dài thì lúc nãy là đo rồi là hơn 20, mà cái này cả chuôi là vào khoảng 32cm các bác nhé, hơn 32cm cả chuôi ạ. Đấy, con này thì cân nặng thì không biết, nó có chắc khoảng lạng hơn lạng gì đấy, hơn lạng hay là hai lạng em chưa cân thôi, em ước chừng nhưng mà khó ước quá, cũng chẳng biết là bao nhiêu. Em thấy nó nhẹ nhàng thôi, con này thái thì cầm rất là nhẹ tay luôn, không bao giờ sợ mỏi tay các bác nhé, không bao giờ mỏi tay luôn, thái rất là vừa, cầm rất là thích luôn ạ. Đây, ngoài ra bên em còn có dao thái to hơn này. Đây gọi là dao chuyên thái ạ. Còn có thái nhỏ hơn, đây gọi là dao gọt quả. Đấy, em gọi như vậy để cái tên nó khác nhau thôi, chứ những cái dao này đều là thái dao thái thịt được. Đây, gọt quả bổ quả thì các bác dùng con nhỏ hơn nó tiện hơn. Ngoài ra thì đây còn có bầu lọc vừa thái này, vừa chọc tiết lợn này. Đây gọi là bầu thái nhé. Còn đây mới là bầu lọc, em nhầm, đây là bầu thái này. Cái tên nó là như vậy, em đặt tên này, con này là bầu lọc các bác nhé. Con này bầu lọc, tên nó là bầu lọc thì các bác biết rồi đấy. Dùng để lọc thịt, thái thịt. Đấy. Ngoài ra còn có các loại dao chặt xương nữa các bác ạ. Đây là chặt tông chặt xương này. Đây là dao bếp chặt xương này. Còn đây gọi là vừa chặt vừa thái, hoặc là gọi là dao chặt gà vịt đấy các bác ạ. Chặt gà vịt hoặc là vừa chặt vừa thái đều được. Các bác cứ gọi tên một trong hai tên đấy thì em hiểu là con số 3 này. Đây em tiện thể đây em xin báo giá từng con luôn các bác nhé. Con tông chặt xương này có giá là 350.000 ạ. Dao bếp chặt xương có giá là 300.000 các bác nhé. Dao chặt gà vịt này có giá là 250.000. Dao chuyên thái 230.000. Thái gọt này nãy em giới thiệu rồi, con này có giá là 200.000. 200.000 thái gọt ạ. Dao gọt quả có giá là 180 ạ. Dao bầu thái này có giá là 250.000. Còn bầu lọc nhỏ hơn này có giá là 200.000 các bác nhé. Số điện thoại của em là 0989921389 ạ. Bác nào có nhu cầu mua dao thì cứ gọi cho em hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0989921389 nhé. Để em tư vấn cụ thể hơn, hoặc các bác gọi video, hoặc em chụp ảnh cho các bác con dao mà các bác cần luôn, để các bác xem ưng ý thì các bác mua nhé.
hôm nay em quay đến đây thôi, em xin chào các bác nhé. Xin chào các bác ạ, chúc các bác một ngày thật là nhiều sức khỏe và nhiều ý nghĩa, nhiều thành công nhé. Xin chào các bác.